bán cho phải từ đến hôm nay rồi. Này em bán được hơn 10 con máy 60 kép rồi, mười mấy 20 con rồi, nhưng toàn máy đẹp rồi. Anh em để ý thì sẽ thấy toàn máy đẹp. Anh em xem thấy có con máy 60 kép nào mà lốp của nó còn đen xì, đen nhánh như luôn. Không một tí đổ hơi nhá. Quá chất. Chào tất cả các anh em nhá. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Chúc cho tất cả các anh em tàu thuyền này, xe cộ này, hút cát này, máy gặt này luôn luôn mạnh khỏe, phát tài và may mắn. Thực sự là không biết nói gì và ngoài lời cảm ơn đến tất cả các quý khách hàng, vì thực sự dạo gần đây được rất nhiều khách hàng ủng hộ và tin tưởng. Thực sự là em để những cái đơn hàng em làm không kịp trả đơn hàng cho mọi người vì có quá nhiều anh em đặt hàng. Đấy là đây là những cái máy bán lẻ nha, còn những máy bán buôn em còn chưa làm ấy anh em ạ. Bán buôn chưa có thời gian để làm. Mai kia máy bán buôn về nữa thì không biết là chắc phải thuê thêm một người nữa để quay cùng nói cùng thôi, nhưng không biết là thuê một người nữa để đứng để livestream bán hàng thì không biết là anh em có tin tưởng và mua hàng được không. Cái đấy là một cái điều rất là em đang rất là thắc mắc đấy anh em ạ. Thì trong những ngày này thì em làm những cái video bán máy 60 kép này rất là nhiều rồi, một toàn máy đẹp thôi. Thực sự là vừa rồi em về quá nhiều máy đẹp. Em đã trước đây em có nói với anh em là sắp tới cơ sở em sẽ không bao giờ hết máy 60 kép đẹp, vì trước đây em đã hết rồi. Và anh em có nhiều anh em gọi điện bảo anh còn máy 60 kép không, em nghe rất là sốt ruột. Vì thế mà vừa rồi em nhập 5-60 con về luôn, mà em vẫn đang tiếp tục nhập về nữa anh ạ, rất là nhiều, không bao giờ hết. Lúc nào trong cơ sở em phải có 7-80 con, lúc nào sắp tới đây lúc nào phải có đủ 7-80 con để phục vụ cho tất cả anh em. Thì con máy này là 60 kép, một máy đen nhá. Hôm nay con đơn hàng này là đơn hàng về Bạc Liêu, thì cho một anh tên là Lựa Anh Ly. Thực sự là anh Ly thì cũng rất là tình cờ và anh ấy xem trên kênh bán hàng YouTube và biết đến cơ sở của em. Thì anh ấy cũng rất là đặc biệt, vì hôm trước em có để cho anh ấy một con máy cũng rất là đẹp rồi, máy đen, nhưng thực sự là rất là buồn và tiếc nuối là bổ ra đã bị cốt 2 anh em ạ. Bổ ra cốt 2, máy rất hình thức rất là đẹp nhưng bổ ra cốt 2. Rất là buồn. Buồn cho cả em và cả anh Ly. Em bảo là anh ơi, thực sự là em rất là buồn vì con máy bổ ra đẹp như thế mà bổ ra em lỗ chắc con lỗ em là con máy này em phải lỗ vài 30 triệu. Thì bây giờ một là anh chọn giúp em con máy khác, hai là em sẽ trả lại tiền cho anh vì máy em không đạt yêu cầu, em sẽ trả lại tiền hoặc là hoàn lại tiền cho anh hoặc là chọn cho anh máy khác. Thì anh đi anh suy nghĩ một thời gian thì anh ấy bảo là thôi em chọn cho anh một con máy khác, và may là hôm sau em lại về thêm một con máy này nữa, thì không có con máy này nó cũng đẹp tương xứng với cái con máy mà em đã chọn cho anh ý. Thì thực sự là anh ấy cũng rất là may và em cũng rất là cũng may cho em vì nó về kịp con máy này. Con máy này đẹp thì để thay thế cho con máy kia, không thì em rất là ai lái vì khách hàng để người ta buồn và thất vọng vì mình, thì sự là trong lòng em cảm thấy không vui anh em ạ. Thì con máy này em sẽ giới thiệu qua cho anh em. Anh Ly anh mua về làm tàu, làm máy chạy tàu anh em ạ. Còn so với cái M1 này là vòng tua của nó là 2008, mã lực của nó là 420 PS, lòng của nó là 1 tấc 47. Máy này từ lúc cái dòng máy này ra thì tất cả các dòng máy về 8 máy ấy anh em ít sử dụng lắm, vì cái máy này là nó lợi dầu và thứ hai là nó là cái diện tích của nó rất là nhỏ gọn nhá. Nó có 6 máy thôi. Nó có 6 máy thôi nhưng mã lực của nó rất là lớn anh ạ. Nó có 6 máy. Chắc bước ra bên kia. Nó có 6 máy nhưng cái mã lực của nó rất là lớn và lợi dầu, vì thế mà anh em rất là chuộng sử dụng cái máy này anh em ạ. Con máy này thì tình trạng của nó như thế nào? Em sẽ quay cho lại gần cho tất cả anh em, quay lại gần cho tất cả anh em cùng xem nó đẹp hay là nó xấu như thế nào. Em sẽ quay cho tất cả anh em cùng biết đây. Đây anh em ạ, thực sự là cũng là rất là may mắn cho em. Vừa rồi em mua được một lô máy 60 kép thực sự rất là đẹp. Anh em ạ, đây anh em xem này. Nếu mà anh em nào theo dõi kênh bán hàng của em thì thấy anh em thấy cái lô máy vừa rồi nha, em bán cho phải từ đến hôm nay rồi. Này em bán được hơn 10 con máy 60 kép rồi, mười mấy 20 con rồi, nhưng toàn máy đẹp rồi. Anh em để ý thì sẽ thấy toàn máy đẹp. Anh em xem thấy có con máy 60 kép nào mà lốp của nó còn đen xì, đen nhánh như luôn. Những con máy cũng rất là lâu rồi. Cũng rất là lâu rồi em mới mua được một lô máy đẹp như thế này anh em ạ. Thì đây. Anh em xem này. Con heo của nó này, trắng tinh này, bảy màu long lanh luôn nhá, bảy màu. Dây co dầu thứ bảy màu hết. Đây, lốp đen xì luôn, đen kịt luôn anh ạ, đen xì luôn. Đây, bơm hơi cái thứ này. Quay xinh. Bơm hơi của nó này, nhìn này, anh em xem này. Bơm hơi của nó tất cả còn trắng tinh luôn nha, rất là mới.
nên nó giá trị của nó thực sự sử dụng nó còn rất là cao anh em xem này. Lốc làm gì có con máy nào mà lốc nó không bị mất một tí sơn nào anh em. Những con máy này là những con máy đặc biệt rồi. Tuyển chọn rất là kỹ càng rồi anh em ạ. Tuyển chọn rất là kỹ càng rồi. Đây, anh em xem cái cổ gió của nó này, cổ hút gió của nó này, trắng tinh luôn. Tất cả 7 màu luôn, 7 màu hết luôn nha anh em ạ. Lốc đen. Mà cái máy đen này là đời của nó sẽ đời cao hơn 2 năm so với cái máy đỏ anh em ạ. Vì máy này là sản xuất sau 2 năm. Giờ nó sẽ sử dụng cái xưa người ta sử dụng nó ít hơn 2 năm anh em ạ. Coi như là nó ra đời sau ấy, nó ít tuổi hơn. Đây. Anh em xem này, tất cả những cái dây đường dây co dầu nó 7 màu hết trắng tinh luôn nhá. Nó đen xong lại trắng. Có anh các anh em ở trong miền trong này rất là chuộng cái dòng máy đen này anh em ạ, rất là chuộng, rất là thích này. Anh em xem này, cái lắp cabo của nó còn trắng tinh này. Tất cả cái là cái mặt đằng trước, cái mặt méo đằng trước cũng rất là đẹp. Nó thật sự là anh Ly anh ấy cũng rất là, anh ấy rất là hy vọng vậy ạ. Nghe anh em nói chuyện qua Zalo với nhau ấy, nhìn anh ấy đúng là một người nông dân chân chất luôn anh em ạ. Anh ấy cũng rất là hy vọng và tin tưởng vào cái con máy này. Vì thế mà em lúc nào em cũng thực sự là mình muốn làm sao chọn cho anh ấy một con máy thật đẹp. Anh ấy bảo là nếu mà con máy này của anh về mà được phát thì ông anh của anh cạnh nhà anh sẽ mua luôn một con nữa. Thì em cố gắng chọn cho anh một con máy thật đẹp, đừng làm anh thất vọng. Nếu mà em mà bán được cho anh thì cái ông anh của anh sẽ mua ngay liền ngay lập tức nữa. Và nếu mà bọn anh mua được thì cả xóm bọn anh sẽ mua theo. Vì thế mà thực sự là kể cả có nguyên anh Ly mua không có ai mua nữa. Nhưng nói thật là em đã làm cái nguyên tắc làm việc của em là đã làm là phải luôn luôn hết trách nhiệm. Vì nói thật với anh em là con máy này nó trị giá cả 100 triệu. Mình phải làm sao chọn cho con máy cho khách hàng người ta làm sao vậy? Con máy nó xứng đáng 100 triệu người ta bỏ ra. Mà đó thật là khách hàng toàn những người nông dân cũng không có tiền. Người ta góp từng xu từng đồng một để mua được một con máy anh em ạ. Mua một con máy về để sử dụng để kiếm tiền. Kiếm tiền vì thế mà nói chung là mình phải làm sao để mình cầm được cái đồng tiền mà cảm thấy trong lòng nó thấy vui vẻ nhất anh em ạ. Chứ còn bây giờ mình làm mình kiếm được tiền mà khách hàng người ta bị về máy móc nó không đạt yêu cầu, nó hỏng hóc hay là nó kém chất lượng, không như lời mình nói thì thực sự là không bao giờ tồn tại được lâu dài đâu anh em ạ. Cái đấy là cái nguyên tắc buôn bán thì phải đôi bên cùng có lợi anh em ạ, chứ không phải là một bên có lợi một bên có hại thì không bao giờ tồn tại được. Đây anh em xem này, tất cả cái sinh hàn này, cái bơm nước này, turbo của nó còn nguyên zin hết nhá. Anh em xem cái chỗ cái đường dầu hồi với đường dầu hồi lên, anh em xem cái đường dầu hồi lên lên máy này, lên mặt máy này với bạn lên xuống này, nó gần ở cái bô lửa, ở cái turbo gần bô lửa nó rất là nóng, nhưng nó vì nó máy nó chạy ít nó vẫn còn trắng tinh và 7 màu hết nha anh em nhé, vẫn còn trắng tinh này, nó chưa bị rỉ. Đây cái sinh hàng của nó trắng tinh luôn, máy này chạy rất là ít nha anh em nhé. Đây là, anh em xem này, cái bô lửa của nó vẫn còn trắng tinh này, nó chưa bị khai thác nhiều anh em ạ, chưa bị khai thác nhiều. Ôi đây thực sự là quá đẹp quá mới. Giới thiệu nhiều cái con máy này mãi mà không thấy chán, chắc là phải đến 10 phút rồi đấy anh em ạ. Thôi bây giờ em sẽ cho em sẽ cho anh em thợ test lổ, trước hết là cho test lổ để gửi video cho anh Ly ở tỉnh Bạc Liêu. Rồi em sẽ cho anh em thợ test lổ luôn nha. Em du luôn. Không một tí đổ hơi nhá. Quá chất. Có một tí khói luôn. Quá đẹp luôn. Không một tí đổ hơi nhá. All right.
Để ga đăng ti êm du luôn nha anh em nhá. Chất êm du luôn nhá, không một tí khói, không một tí đổ hơi luôn anh ạ. Vừa rồi em vừa đổ xong con máy 6WF1 đen cho anh Ly ở Bạc Liêu. Thật là máy đẹp, thì có thật với anh là máy đẹp, thì lổ lên nghe tiếng nổ nó khác hẳn anh em ạ. Không một tí khói, không một tí đổ hơi, ga rất là mạnh. Có thật là máy này, những con máy này thì em đã tuyển chọn rất là kỹ càng rồi anh em ạ, trước khi mình bán cho khách hàng. Hai tí thôi mà cái máy này toàn những cái máy mà em mua rất là cao, mà em bán trước khi em bán cho khách hàng em cũng nói luôn với khách hàng, báo bơm luôn đi tính. À em cũng nói luôn với khách hàng là anh ơi máy đẹp thì em mua rất là cao, nếu mà anh mua được giá này thì anh em mình làm. Quay lại đổi. Úp xuống. À, em mua rất là cao rồi anh em ạ. Thì nếu mà anh em có mua được cái mà anh em đã mua cả đời với anh em mới mua một cái máy về để dùng, thì anh em nên mua những con máy thật đẹp và xuất sắc. Về mình mất tiền mua một lần thôi, đắt hơn 5-3 triệu nhưng cái gì nó có giá trị của nó. Thì thực sự là con máy này thì nếu về để nói về hình thức bên ngoài và tiếng nổ thì không có một điều gì phải suy nghĩ anh em ạ. Nói thật là nó đẹp quá, đâm em giới thiệu cũng đến 7-8 phút không hết cái vẻ đẹp của nó. Thì qua đây trước hết là gửi lời cảm ơn đến anh Ly ở Bạc Liêu vì đã tin tưởng và ủng hộ cơ sở của em, và cũng xin cảm ơn tất cả các anh em quý khách hàng đã luôn luôn tin tưởng, đồng hành và ủng hộ, và tất cả các anh em đã giới thiệu bạn bè người thân mua hàng cho em. Không biết nói gì hơn, chỉ nói biết nói lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Có dịp mong được đón tiếp mọi người ở cơ sở của em. Nếu mà anh em nào có công việc hay là đi du lịch ra ngoài này thì bớt chút thời gian ghé qua cơ sở của em, thăm cơ sở của em cho biết. Xin chân thành cảm ơn mọi người và chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe và công việc của mọi người luôn luôn may mắn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em ở những video tiếp theo nhá. Xin chào.